Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị và các đồng chí, nghiên cứu lịch sử để rút ra bài học cho hiện tại, để qua đó phát huy các giá trị tích cực, khắc phục các hạn chế. Nhưng xét lại lịch sử bằng việc xuyên tạc hoặc cố tình đánh tráo khái niệm, xuyên tạc làm thay đổi bản chất vấn đề, sự kiện lịch sử để đề cao cá nhân hay thể chế vốn không được công nhận, thậm chí là khơi dậy hận thù để phủ nhận lịch sử chân chính, là hiện tượng cần phải bị lên án và đấu tranh quyết liệt. Trong suốt hơn 4 thập kỷ vừa qua, chiến thắng lịch sử 30 tháng 4, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước luôn được khẳng định bởi ý nghĩa và những giá trị thực tiễn, tưởng như là không phải bàn cãi. Thế vậy nhưng cho đến nay, có những người không hiểu hoặc cố tình không hiểu, vẫn muốn nhìn nhận ngày thống nhất non sông theo một cách nhìn hoàn toàn khác. Thậm chí là muốn biến công thành tội, muốn lịch sử phải công nhận những điều không có thật. Chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay sẽ một lần nữa gửi tới quý vị và các đồng chí những phân tích khách quan nhất để chúng ta hiểu hơn về sự thật lịch sử và những giá trị không thể phủ nhận về ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Chúng ta sẽ cùng theo dõi cuộc trao đổi sau đây với Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn. Xin chào Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, cảm ơn Trung tướng đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thưa Trung tướng thì đã hơn 40 năm trôi qua, nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn có những người cho rằng là chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là sự nhân nhượng của chính phủ Mỹ, chứ không phải là chiến thắng thực sự của Việt Nam. Và đế quốc Mỹ không hề muốn cai trị người Việt Nam. Việc mà Mỹ can thiệp vào Việt Nam là để giải phóng chứ không phải là để cai trị. Vậy thì sự thật là như thế nào thưa Trung tướng? Mỹ tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam không phải sau năm 1954 mà ngay từ thời Pháp. Cho nên lúc đó chúng ta nói là chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ. Điều đó rất rõ thể hiện trong lịch sử. Cuối cuộc chiến tranh Việt Nam thì gần như toàn bộ ngân sách cho cuộc chiến ở Việt Nam thì Mỹ đã đào thọ cho thực dân Pháp. Cho nên khi nói vấn đề này thì chúng ta thấy rất rõ chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 với những quan điểm lập luận như vừa nêu, thực chất là họ cố tình phủ nhận ý nghĩa, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Và họ cũng cố tình rửa tội cho đế quốc Mỹ xâm lược. Vấn đề thứ hai, họ nói họ qua chỉ là để giải phóng, chứ không phải để xâm lược. Điều này tôi xin nhắc lại lời của một sĩ quan quân đội Hoa Kỳ, một cố vấn của Bộ Quốc phòng, đó là Daniel Ellsberg, trong cuốn sách viết về những bí mật của chiến tranh Việt Nam, ông ta đã thừa nhận và ông ta đã nói rất rõ: không có chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, lần thứ hai, mà chỉ có chiến tranh giữa người Mỹ với người Việt Nam. Ông ta mở ngoặc, không phải tất cả người Việt Nam. Điều đó rất đúng, bởi vì có một bộ phận làm thay sai bắn nước hết cho Pháp đến Mỹ. Đây không phải là cuộc nội chiến mà thực chất là cuộc xâm lược của Mỹ, bởi vì Mỹ cần nắm nhân lực, nắm tài nguyên, nắm nguồn kinh tế để thực hiện cái mục tiêu là đưa nước Mỹ trở thành một nước thống trị toàn bộ thế giới. Vâng, thưa Trung tướng, thì đến thời điểm hiện tại thì vẫn có một số người nhìn nhận về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam Bắc, và được xem đó là nồi da sáo thịt khiến cho nhiều người dân Việt Nam phải tha hương nơi xứ người. Vậy thì Trung tướng nghĩ như thế nào về điều này? Trước hết cần phải bác bỏ cái quan điểm hết sức sai lầm, và nếu không muốn nói rằng là tiếp tục cái lối Mỹ dân chiến tranh tâm lý mà Mỹ đã tiên truyền suốt từ khi Mỹ xâm lược Việt Nam cho đến lúc kết thúc chiến tranh. Đây không có chuyện, đây cuộc chiến tranh hai miền Nam Bắc. Bởi vì theo Hiệp định Geneva, chúng ta biết rất rõ, ngày nay có những kẻ cố tình lấp liếm lịch sử, xuyên tạc Hiệp định Geneva, đổi trắng thay đổi. Hiệp định Geneva quy định vĩ tuyến 13 là ranh giới quân sự tạm thời. Mà ranh giới này để làm gì? Để tập kết lực lượng vũ trang hai phía. Một phía đó là Cộng hòa Pháp, lực lượng vũ trang của quân đội Pháp. Một phía là lực lượng vũ trang của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Này. Như vậy không có chuyện là tập kết lực lượng dân sự
Sau 2 năm tiến đến tổng tuyển cử, thống nhất đất nước, thống nhất đất nước. Thế nhưng như tôi nói, ở đây Mỹ hấp cận Pháp, trực tiếp dựng nên chế độ bù nhìn tay sai, cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy họ tiếp tục sử dụng lực lượng tay sai của Pháp, Mỹ trước đây và bây giờ chỉ còn là Mỹ, để âm mưu chia cắt lâu dài vĩnh viễn đất nước ta, nhằm đẩy dân tộc Việt chúng ta vào cảnh tan đàn xẻ nghé, chia rẽ hai miền Nam Bắc. Với tinh thần và truyền thống của dân tộc Việt Nam, với tư tưởng của Hồ Chí Minh, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cả, núi có thể một, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Với chân lý như vậy thì người Việt Nam tiếp tục đấu tranh để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chống được quân Mỹ xâm lược, chứ không có cuộc nội chiến. Còn tất nhiên Mỹ đã gây nên cuộc nội gia xáo thịt, Mỹ đã đào tạo, dùng tiền, dùng của, dùng sức mạnh, vũ khí của mình, biến một bộ phận người Việt Nam thành tay sai, chống lại tuyệt đại dân tộc Việt Nam, chống lại tuyệt đại đồng bào Việt Nam. Chính những cái đó mới là những cái gây nên cảnh nội gia xáo thịt, huynh đệ tương tàn, chứ không phải là đây là dân tộc Việt Nam gây ra. Và chúng ta phải chỉ đích danh kẻ gây ra đó đến cuộc Mỹ xâm lược. Dạ vâng, thưa Trung tướng, thì đến thời điểm này thì vẫn có không ít người cho rằng là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta mà phía Mỹ gọi là cuộc chiến tranh Việt Nam là không cần thiết và hoàn toàn có thể tránh được. Vậy thì cuộc chiến này có thể tránh được hay không, thưa Trung tướng? Với tư tưởng của đảng ta và đặc biệt Bác Hồ của chúng ta, một con người vĩ đại, Bác chúng ta đã từng nói chúng ta mong muốn hòa bình, cho nên chúng ta đã nhân nhượng. Thế nhưng Mỹ đã không nắm bắt bàn tay hòa bình của Hồ Chí Minh, của dân tộc Việt Nam, mà với bản chất hiếu chiến, xâm lược, không những gạt bàn tay đó mà họ còn đưa quân, đưa vũ khí, đưa tiền và của, tiếp sức cho thực dân Pháp, và cuối cùng họ hấp cận Pháp, xâm lược Việt Nam. Cho nên không thể nói là do chúng ta muốn tránh, nhưng Mỹ không tránh, thì chúng ta buộc phải chiến đấu. Cho nên ai nói rằng là có thể tránh được? Không thể có. Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là sự tôn vinh sức mạnh và niềm tự hào của mỗi người Việt Nam, của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhưng đâu đó vẫn cất lên tiếng nói coi đó là ngày quốc hận, một cái nhìn sai lạc và xuyên tạc sự thật lịch sử. Có người nuối tiếc thời vàng son, thực chất là làm tay sai, bán nước, để gieo rắc ý thức quốc hận là xa lạ với chính đồng bào dân tộc mình. Cái đó là cái hậu quả của sự xuyên tạc cái bản chất cách mạng, cái cuộc giải phóng của dân tộc Việt Nam. Nhưng mà cho đến nay thì chúng ta biết rằng cái số mà đi chơi theo Mỹ, cho họ không hiểu, sau 30 tháng 4 thì tuyệt đại bộ phận bây giờ người ta đã tìm lại về quê hương. Tóm lại, đi đâu thì đi, dân tộc Việt Nam là một, dòng máu là không là một, có sai lầm đi nữa bây giờ người ta về. Chẳng những gieo rắc những suy nghĩ lệch lạc nhằm chia rẽ dân tộc, cho đến nay nhiều người vẫn loay hoay tìm cách để hạ thấp vai trò của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Họ lại nói cái chuyện á, quân đội miền Bắc vào xâm lược miền Nam. Trời ơi, sao mà nó nói như vậy được? Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không thể bao giờ chịu chia cắt. Tư tưởng xuyên suốt của Bác Hồ là như vậy. Thế thì tự hỏi các con người mà bây giờ đang chống đối quan điểm của chúng ta như thế này á, gia đình anh em, chị em ruột anh bị kẻ thù sát hại, anh có ngồi nhìn không? Thì những quân đội miền Nam, miền Bắc vào miền Nam với danh nghĩa là những người con của miền Bắc, của đội cùng với anh em ruột thịt miền Nam vào để cứu cái đồng bào mình, đồng đội, đồng bào dân tộc mình khỏi cái sự sát hại. Cuộc đó thì chắc là không ai có thể phủ định được. Và ngày 30 tháng 4 năm 1975 sẽ mãi mãi tiếp thêm năng lượng, tinh thần, phát huy các giá trị sáng tạo, cổ vũ nhân dân và dân tộc ta đi tới, hướng tới phát triển bền vững và hiện đại hóa trong công cuộc đổi mới, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
thưa Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, thì Trung tướng nghĩ như thế nào khi mà có ý kiến cho rằng là chính thể mang tên Việt Nam Cộng Hòa là hoàn toàn hợp pháp và sự sụp đổ của chế độ đó là do sự cưỡng chiếm từ miền Bắc ạ? Tất cả những điều đó tôi có thể nói một câu, xuyên thật là sự. Bởi vì chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa đó, nó là ai? Trước hết, nó là kế thừa của quốc gia Việt Nam. Như tôi nói đây, quốc gia Việt Nam là do Bảo Đại và Ngô Đình Diệm là thủ tướng của cái gọi là quốc gia Việt Nam. Và khi hắt cảnh pháp thì phải hắt cả kẻ cầm đầu của chính quyền này. Cho nên tống cổ Bảo Đại ra khỏi đất nước, dựng Ngô Đình Diệm lên làm quốc trưởng và nấp dưới cái gọi là trưng cầu dân ý, dựng nên chính quyền tay sai bóng nước, tiếp tục thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở Việt Nam chúng ta. Người ta là tiếp tục xuyên tạc. Nó cho rằng là ngày 30 tháng 4 là ngày miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam. Tôi là người miền Nam, bố mẹ tôi đều là liệt sĩ, cũng ở quê Quảng Nam này. Tôi giải phóng quê hương, tôi đứng lên cùng với cả dân tộc thống nhất đất nước. Ai có thể gọi tôi cưỡng chiếm miền Nam được? Và không phải riêng cá nhân tôi, tuyệt đại nhân dân miền Nam. Và cái đó được biểu hiện rất rõ nét ngày 29 tháng 3 tại Đà Nẵng, ngày 30 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh và những mốc son lịch sử của từng địa phương khác. Ngày được giải phóng trở thành ngày khởi hoàng ca của tất cả nhân dân các địa phương đó. Vâng. Có ý kiến lại cho rằng là nếu thời đó quân đội Sài Gòn đánh thuê cho Mỹ thì quân đội nhân dân Việt Nam lại hoạt động dưới sự chỉ đạo của Liên Xô. Vậy thì thực chất điều này là gì thưa Trung tướng? Chế độ Sài Gòn hay chúng ta thường gọi đó là chế độ ngụy quyền, thực chất là tay sai bắn nước. Như tôi đã nói hôm nay, ngay cả người Mỹ người ta cũng gọi nó là chế độ tay sai. Và ngay trong cái cuốn sách Những bí mật của chiến tranh Việt Nam, họ cũng gọi đó là chế độ tay sai. Không ai nói khác bằng người Mỹ nói cả. Ngay người Mỹ đã thừa nhận điều đó thì không lý gì người Việt Nam hiện nay là đi nói khác. Còn quân đội nhân dân Việt Nam, chúng ta chiến đấu theo lý tưởng của Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập tự do. Và dân tộc này vì độc lập tự do cho nên đứng lên chống Pháp, đuổi Pháp, đứng lên chống Mỹ, đuổi Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng ta cần sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, không chỉ có Liên Xô, không chỉ có Trung Quốc, mà các nước xã hội chủ nghĩa, không chỉ có các nước xã hội chủ nghĩa mà phong trào độc lập dân tộc và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, kể cả người Mỹ. Có thể nói hàng triệu người Mỹ lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Do đó, sự giúp đỡ đó chí tình, chí nghĩa. Khi tôi đi bộ đội 13 tuổi, khẩu súng đầu tiên tôi cầm trong tay đó là khẩu AK của Liên Xô sản xuất. Và chính khẩu AK đó đã giúp tôi vững vàng trong chiến đấu, vượt qua những khó khăn có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được. Tôi nhìn thấy chiếc xe Z557 ghi chữ sản xuất tại Liên Xô. Tôi tin rằng Mỹ đã cúc, Ngụy sẽ nhà. Tôi thấy chiếc T-34 lần đầu tiên trên chiến trường Quảng Nam. Tôi tin rằng Ngụy chắc chắn sẽ nhà. Sự giúp đỡ của Liên Xô là giúp đỡ bạn bè nhằm ủng hộ, bảo vệ chân lý độc lập, tự do, tiến bộ xã hội, chứ không phải đây là cuộc chiến tranh ủy nhiệm như Mỹ đã từng tuyên truyền trong những năm Mỹ xâm lược Việt Nam. Vậy thì trên thế giới đã chứng kiến những bài học gì từ việc xét lại lịch sử thưa Trung tướng? Có thể nói là trong lịch sử, mỗi cuộc tiến quyền lật đổ chế độ hiện hành thì đều bắt nguồn từ việc xét lại lịch sử. Ngay gần ta thôi, Liên bang Xô Viết tan rã cũng bắt nguồn từ xét lại lịch sử, và chúng ta gọi đó là chủ nghĩa xét lại. Và gần đây nhất, họ đã xuyên tạc đến mức đổi trắng thay đen tổng thống Gaddafi. Trong lịch sử các bộ tộc Libya, người Libya lúc bây giờ đánh giá Gaddafi là một vị thánh sống, bởi vì chưa ai đem lại một cuộc sống ấm no hạnh phúc, con người được giải phóng và được quan tâm như dưới thần tổng thống Gaddafi. Họ biến việc Gaddafi từ sử dụng người phụ nữ với mục đích, với động cơ là nâng cao nữ quyền, khẳng định dưới chế độ
của Gaddafi. Thì người phụ nữ được bình đẳng với nam giới. Thậm chí Gaddafi tin tưởng phụ nữ có thể bảo vệ mình. Họ đã xuyên tạc thành những người phục vụ tình dục cho Gaddafi. Và họ đã lật đổ chế độ Gaddafi, núp dưới cái cớ gọi là chính quyền Gaddafi, đã dùng không quân ném bom vào dân thường để cuối cùng đưa quân vào lật đổ chế độ hợp pháp. Và đến ngày nay chúng ta đang chứng kiến một đất nước Libya huynh đệ tương tàn, các bộ tộc tranh giành chủ nghĩa khủng bố phát triển. Hàng ngày hàng giờ những người dân Libya sống trong đau khổ. Nước Mỹ vĩ đại, nước Mỹ văn minh đã đem đến cho các dân tộc khác sự đau khổ, sự mất chủ quyền và cái chết thường trực hàng ngày đe dọa trên cuộc sống của dân thường. Bài học đó đối với chúng ta, dứt khoát Việt Nam không để lặp lại chủ nghĩa sắc lại. Đặc biệt gần đây có một số kẻ lợi dụng xem xét lại lịch sử, thì họ đã xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc trước hết anh hùng. Từ xuyên tạc anh hùng quy đến tội lỗi của đường lối, từ quy đến tội lỗi đường lối quy đến trách nhiệm của người lãnh đạo lãnh tụ. Và khi nhân dân không tin đạo, hoài nghi về lãnh tụ, không tin vào lãnh tụ, tất yếu là không tin cả một lịch sử. Tôi nhớ có một nhà hiền triết của phương Tây đã nói, xóa một dân tộc thì trước hết là xóa đi văn hóa và lịch sử. Xóa văn hóa và lịch sử chính là xóa đi một dân tộc. Điều đó tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng ta và với truyền thống của dân tộc ta, chúng ta không cho phép bất cứ ai xuyên tạc, bóp méo lịch sử và xóa đi bản sắc văn hóa hết sức tốt đẹp. Mà chính trên nền tảng bản sắc đó mới có điều kiện để tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại. À, vâng, tất cả những điều mà người ta nêu ra thì nếu xác lại lịch sử thì nhằm mục đích gì và nó có thực sự mang đến lợi ích cho quốc gia, dân tộc hay không, thưa Trung tướng ạ? Trả lời câu trên tôi đã nói một phần. Người ta xác lại lịch sử là để thay đổi lịch sử. Mà thay đổi lịch sử theo hướng không có thật thì mục đích của họ rất rõ ràng, nhằm mục tiêu biến lịch sử cái có thành cái không có, cái không có trở thành cái có để thay đổi hiện tại theo hướng mà như chúng ta thường nói, đảng ta nói, đó là bốn nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là nguy cơ chạy hướng xã hội chủ nghĩa. Đây không chỉ còn chạy hướng mà là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Khi giải thích bỏ cầm tay ngụy quân ngụy quyền, họ nêu lên mấy lý do. Lý do thứ nhất là bỏ ngụy quân ngụy quyền để cho khách quan. Đây là điều mà tôi không cần giải thích thì cũng đã thấy là không khách quan rồi. Bởi vì họ không được quyền nó thay người trong lịch sử làm nên lịch sử nói. Chúng tôi và thế hệ cha anh của chúng tôi đã từng đánh Mỹ, đánh Pháp, gọi quốc gia Việt Nam của Bảo Đại là ngụy, gọi Việt Nam Cộng Hòa là ngụy, thì họ không được phép thay đổi. Họ thay đổi chính họ phi khách quan. Họ nói rằng để hòa giải và dân tộc. Nên xin thưa, hòa giải và dân tộc chúng ta nói đấy để làm gì? Để tránh trả thù. Còn sau năm 75, khi chúng ta đã hoàn toàn thống nhất đất nước, chúng ta đã đi vào xây dựng một xã hội mới, thì con em của họ đã trở thành những công dân Việt Nam chân chính, thậm chí đóng góp rất lớn cho đất nước. Có người ở vị trí cấp cao của đảng và nhà nước của chúng ta. Đấy là thể hiện tinh thần hiệu quả của hòa giải của dân tộc trước và sau năm 1975. Cho nên, ngay từ đầu khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, tinh thần xuyên suốt của chế độ mới đó là gì? Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa độc lập, tự do, hạnh phúc. Và nói như ngày nay đảng ta nói, với mục tiêu là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mục tiêu đó là mục tiêu xuyên suốt để bác bỏ tất cả những quan điểm sai trái và không ai được lợi dụng xuyên tạc lịch sử để đi đến phủ nhận lịch sử. Xin cảm ơn Trung tướng đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Ngày 30 tháng 4 là ngày hòa hợp dân tộc, từng gia đình và cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt Nam. Có trải qua những đau thương mất mát của chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt,
thì mới thấy hết ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30 tháng 4, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hòa bình và sự thống nhất toàn vẹn Tổ quốc. Không có lý do gì để phủ nhận lịch sử, phủ nhận toàn bộ công sức của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập và tự do này. Chấp nhận sự thật lịch sử, khép lại quá khứ, giờ là lúc chúng ta đoàn kết một lòng, giải phóng nội lực để cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn và to đẹp hơn. Chương trình nhận diện sự thật ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website qpvn.vn. Còn bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt.